Mặt cỏ lai đầu tiên tại Malaysia đang được lắp đặt tại sân vận động Larkin, tại bang Johor. Đây là sân nhà của đội trẻ Johor Darul Tazim. Từ mặt cắt ngang cấu trúc mặt cỏ, sẽ thấy rõ hơn cấu trúc cỏ lai này được trồng như thế nào. Chúng ta có thể nhận thấy cỏ tự nhiên được trồng xen kẽ với cỏ nhân tạo. Khi cỏ tự nhiên đã trưởng thành, rễ của nó sẽ tiếp tục phát triển và giữ nguyên cấu trúc của cỏ nhân tạo được trồng ở độ sâu khoảng 20cm so với mặt đất. Khoảng cách giữa các sợi cỏ tổng hợp này được ước tính là khoảng 2cm. Ngoài tác dụng giúp cỏ tự nhiên không bị bật rễ, cỏ nhân tạo còn có khả năng bám đất chắc chắn hơn, tránh tình trạng đất bị bật gốc làm hư hại mặt sân. Các ưu điểm của việc sử dụng cỏ hybrid bao gồm: có chất lượng tương tự như cỏ tự nhiên 100%, đẩy nhanh quá trình phục hồi cỏ tự nhiên bị hư hỏng nhanh hơn, sân bền hơn gấp 3 lần, giảm chi phí bảo trì tới 70%, khả năng chống chịu sự thay đổi nhiệt độ cao hơn, đặc biệt đối với các quốc gia có 4 mùa riêng biệt. Tuy chi phí lắp đặt khá tốn kém nhưng nó có độ bền cao và tiết kiệm chi phí bảo trì về lâu dài. Sau khi phân tích kết quả, nếu thực sự phù hợp, cỏ lai sẽ được lắp đặt tại tất cả các sân cỏ thuộc hệ thống của Johor Darul Tazim. Công việc cải tạo sân vận động quốc tế Jakarta cho vòng chung kết U17 World Cup 2023 đã hoàn thành khoảng 95%. Trong đó mặt cỏ mới đang được thi công, bao gồm việc lắp đặt phần cỏ tự nhiên Joycea Marcella, được lấy từ sân vận động Đại học Pelita Harapan ở Lippo Karawaci. Đồng thời với đó là việc thực hiện công đoạn khâu cỏ nhân tạo bằng máy chuyên dụng từ châu Âu. Công đoạn này sẽ tạo nên mặt cỏ lai theo đúng tiêu chuẩn của FIFA. Dự kiến việc cải tạo sân vận động quốc tế Jakarta sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 này.